là lâu, xuống là lâu bạn thấy không? Đó. Bay nè, bự bự bạn. Bự Hugo Vina. Trời ơi. Trời ơi. Chạy nó lắm căng mà. Trời ơi. Mọi người. Quá trời. Quá. Nghe ổ bạn ơi. Rồi sẽ ra thôi bạn, lên đó thôi. Ôi, ôi chết cha nó má. Nó vô lùm nó dương luôn. Hát sao bay qua đây. Rồi được chào bạn nha, được đến điểm cầu bạn ơi. Rồi qua quan bạn ơi. Rồi, hôm nay được đi, sẽ đi chiến ở đây. Rồi giờ hầu chắc được lợi. Đằng kia của mình cái giờ người ta chặt lục bình chống lỏng đó các bạn. Giờ lục bình nó trâu qua đây nữa tùm lum chứ. Cái ao bữa nay lục bình nó nhiều kinh khủng luôn trời. Bữa nay nó bạn thấy bữa hổm được câu chống lỏng, hôm nay là muốn liếp hầm luôn rồi đó. Ghê thiệt chứ. Rồi giờ được qua bên kia được câu ngay lỗ chống nó sẵn trước các bạn. Có không có thì mình hầu mình qua nên móc lỗ mình câu nha các bạn. Rồi cám mình cũng như thường lệ ba ơi, mình câu cám cuồng bình với cám liều khuyến, hai thằng trộn lại nhau cám bình nè với cám liều khuyến. Cám bình thì nó dẻo, cám khuyến thì nó dẻo, cám bình thì nó tanh nhiều, cám khuyến thì tanh ít nhưng mà nó dẻo. Vô đây hai thằng kết hợp đây cậu hướng này quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi đi cho bạn ơi, đi thời điểm câu đây các bạn. Giờ được sẽ để chân quay đây câu mà ha. Bữa hổm không có đem chân quay theo, câu nó hơi khó khăn quá. Bữa nay có đem chân quay theo rồi nghe các bạn. Rồi cần mình câu là cần gờ đúp 5m4 nè mọi người. Đó, giờ mình đang mới xuống màu. Thì trước khi câu thì chúng ta phải đợi xả ổ và 5-10 phút vậy á. Rồi xong thời gian đó thì chúng ta sẽ trộn mồi bóp mồi ha. Rồi ra cần ha. Rồi giờ mình sẽ ngắt cần đây các bạn, canh cá nha các bạn. Mình lấy thêm cây nữa. Rồi sang nha mọi người. Ê lúc 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 lúc. Ê ê ê lúc bự. Bự lúc nha mọi người. Lúc. Chuẩn bị ra thêm cây nữa lúc vào. Rồi. Lên cá. Đã hàng được con rô phi nha mọi người. Con này khoảng nửa ký á. Rồi sẽ gỡ nó nha các bạn. Rồi xuống ngoài lần 2 nha mọi người. Cục thứ 2 nha. Toàn bộ nó, cá lầu kiến. Bữa nay lục bình trôi cái vô anh kia giống như nó nhát thôi. Này nắng không ở núp bên này sao không có nhiều. Rồi sẽ gác càng ở đây các bạn. Lúc mày lao kiến. Giống như lục bình trôi nó hơi nhát các bạn. Đây, nó đang ăn đó mọi người. Đang các bạn. Nó đang ăn đó. Đang ăn các bạn, nó. Đang ăn. Đang ăn các bạn. Trời ơi mày dính. Mày dính bạn ơi. Vì là bữa nay cá phi yếu. Vì mày dính nó vô ăn được. Thôi bữa hôm nay dính đâu vô nói.
nó coi. Con lý, con lý, con lý, lúc rồi mọi người ơi, lúc rồi. Trời ơi, u phi nữa nha các bạn. Lý nha các bạn. Đã. Con này hơi lứa. Được quay cho bạn cố định trước được sửa soạn để thêm cây nó có gì được cầm lên cho bạn dễ coi nha. Rồi lúc luôn rồi. Trời ơi. Lo quay quay. Được lo ở đây ngoài tán lúc vào. Không hay. Ba con cá nhiều rồi, quá cá con quá trời luôn. Cá ăn các bạn. Rồi lụm. Thứ già. Tại 5m4 là anh em coi nó hơi xa đó. Được để gần nó im lắm nha mọi người. Đó. Tiếp tục. Các bạn chú ý dùm được nha. Con cá dãy này chúng ta nên để mồi nó dẻo dẻo mềm mềm đó mọi người. Tại con cá này nó nút không à. Nó mau lắm. Nó luôn gom lại đó các bạn. Giờ được chưa xuống được cần thứ hai luôn á. Nó bạn thấy không? Lụm bự rồi mọi người ơi. Bự rồi nha mọi người. Hugo Vina rồi. Bự nha các bạn. Chạy ghét cái ghét cước luôn á. Rồi. Mà thấy không? Thứ già chưa? Đúng khủng à. Khủng lồ luôn á. Rồi mình sẽ gỡ nó hơn nha các bạn. Kẹt 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 kẹt. Xuống là lụm các bạn không? Không kịp câu hai cần luôn mọi người. Nó lâu rồi. Lâu rồi ha. Lâu kìa. Lâu kìa. Mày cái nửa ký lô các bạn ơi. Còn dữ. Rồi bé nó lên mà. Lên mày. Xuống là lâu, xuống là lâu mà thấy không? Đó. Bay nè, bự rồi, bự rồi bạn. Bự Hugo Vina. Trời ơi. Trời ơi. Chạy nổ lắm căng mà. Trời ơi. Mọi người. Quá trời. Quá trời. Nghe ổ các bạn ơi. Rồi sẽ ra thôi các bạn. Lên đó thôi. Ôi, chết cha nó má. Nó vô lụm nó dương luôn. Hát sao bay qua đây luôn rồi. Hả không hả mày? Hả hả mày? Này cái bự bằng con bự đá mà. Cỡ đó không có nhỏ hơn đâu nha mọi người. Đó, đó. Con này quá ngon quá đẹp luôn mà. Mặt ú mà đẹp luôn. Kỳ lường mà đẹp ghê luôn á.
Ôi xem xíu đi các bạn, xem xíu đi gù phi khủng rồi. Trời ơi, chụp nó lại chảy máu tay luôn. Chụp là chảy máu luôn mọi người. Đây, xuống ngoài nữa mọi người ơi. Trình thủ này. Càng nữa đó các bạn. Đó, đang ăn đó các bạn. Nấu phao, trời ơi, xảy rồi. Xảy rồi mọi người. Cổng xuống năm các bạn. Lúc phao rồi, chạy nè. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người. Tê thiệt chứ. Cái mà lên luôn. Con này cỡ ký rồi, cỡ 8 9 lạng rồi các bạn. Bây giờ mình so sánh với bàn chân của mình nha các bạn. Bàn chân có thằng 8-90 ký. Nó gã tiếp nha các bạn. Sướng lắm mọi người. Lâu lâu chưa cảm giác mạnh. Càng lên các bạn ơi. Nghỉ hổ đó. Đó các bạn, nghỉ, đang ăn đó các bạn. Lúc lúc mày, trời ơi. Trời ơi. Thôi mọi người. Trời ơi. Giật cái nó bự nào cái kịch. Lên luôn mọi người bạn ơi. Giật cái là làm cái kịch. Khổng kịch. Hóa luôn mày. Núp lùm chứ núp lùm. Thân cá tiếp các bạn. Xuống ngoài tiếp nha các bạn. Phao mình giờ nằm luôn các bạn ơi. Nó đang ăn các bạn. Nó đang ăn các bạn. Nó lụm nha mọi người. Trời ơi, kỳ gì? Nó lụm. Lụm không? Chạy. Thôi ôi, nó chạy đã các bạn. Ấy rồi. Tét mép các bạn ơi. Bật lên tét mép luôn. Trời ơi. Thả xuống rồi lụm luôn trời. Ghê thiệt các bạn. Chạy. Ghê thiệt chứ. Tiếp tục lên hàng nha các bạn. Hướng. Giác là cho bằng. Vì bự không đó. Nãy không à. Xuống ngoài nữa nha mọi người. Nó lụm nữa. Phao đang nằm ở đây kịch đứng lên nha các bạn xem nó đã không. Đây cho nó lâu rồi các bạn thấy không. Nó lâu các bạn. Mày trời ơi bự bạn ơi. Bự lắm rồi. Trời ơi quá giật các bạn ơi. Quay giật kìa. Tơi tay luôn, tay cầm nó quay. Tay chơi không lợi nó các bạn. Con này phải bắt chớn. Phải bắt chớn mà lên nổi các bạn ơi. Trời ơi. Ê, chết cha. Lên nó bá lùm. Nó bị bá lùm bật mọi người ơi. Để được lợi được bắt nó lên nha các bạn. Đây bà. Bắt bà lên thở như chó đi. Trời ơi trời. Con này các bạn mình hơn khoảng ký 2 ký 3 đó mọi người. Ghê không các bạn. Rồi. Bè nó lên một lần không nổi luôn á. Thở quá. Các bạn không đuổi vậy đó.
Rồi, an toàn là bạn đó bạn ơi. Gỡ nó. Mình thở hơi mạnh nên không cám cho mình nha. Đuối quá bạn ơi, mệt thiệt. Nhưng hơi mệt cái lưng. Trời nắng nữa mà giật cái con Hugo này, đuối thiệt. Lầm mà, lầm mà. Nó đang ăn nữa các bạn. Đang ăn nữa các bạn. Bây giờ lôi vô đá luôn các bạn. Đó, rồi ôi, nuốt rồi bạn ơi. Nổi phao mình luôn các bạn thấy không? Nổi phao mình xéo xéo luôn đó. Cổng nè. Nổ. Ui. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Thở như heo. Lên mày. Thở đúng thở luôn các bạn. Sướng. Đuối đuối. Đây Hugo Vina. Bay lên đây bị thẹo luôn. Được bắn lên cái bập này vô cây cối không. Rồi. Ngoài tiếp nha mọi người. Vuốt cái phao nó hơi cạn rồi các bạn ơi. Cạn các bạn. Nó nó lụm lúc mày. Thôi cái nhỏ. Rồi xin ngồi lại các bạn ơi. Vuốt vô tay mình quá nhất rồi các bạn ơi. Chơi vô tay mình cái xương chùi vụ luôn các bạn. Đó, 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 đụm đụm qua rồi, đụm qua rồi, nàng rồi rồi. Nàng rồi rồi. Trời 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 ơi, trời ơi, trời nó bay. Chạy. Chạy các bạn. Trời ơi nó chạy. Rồi, tay mình bị đau rồi. Giờ bị đau rồi, bên nó lên đó. Mày hả mày. Mình khá tiếp nha mọi người. Úp, lụm lúa nha mọi người, lụm lúa nha. Lụm lúa nè mày. Trời ơi, bay nữa. Nó bay dèo dèo luôn. Giật, giật, giật mạnh tay cho các bạn nghe cho nó đã nè. Cổn, cổn. Cạch 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 đi. Lên cá thì nhảy nhảy pẹp pẹp pẹp. Nói chung là những động tác ấy ấy các bạn. Thả trong tí xíu nó cạn. Ngoài có cắp thì mọi người. Ơi lụm 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 nha bạn. Được thấy nó đang nhấp mao nhấp phao rồi đó các bạn. Rồi dựng dựng phao rồi. Dựng phao rồi. Trời ơi, Hugo Vina má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chạy. Chạy đâu cho khỏi. Nếu dính mét thì mày sức thôi. Nếu dính mét thì mày sức thôi. Thôi. Mày gờ đúp. Nắng ghê quá bạn. Đánh quá bạo lực luôn. Đánh cần này mà nếu gãy cũng đáng rồi bạn. Trời quá trời. Này ông nào mà dám đào cần như mình test nó sợ luôn á. Đủ phi con nào lấy cỡ này nè. Này, kinh thiệt không? Quá trời nguy hiểm luôn á. Rồi cái lụm luôn các bạn. Trời ơi, nó giỡn mặt với mình. Mày hả mày. Trời ơi, bự nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, bạn nghe tiếng cước của mình bị xé nước không? Tiếng cước của mình xé nước các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Tiếng cước. Bịch. Nhảy đuổi đuổi nè. Nó như pẹt pẹt đuổi đuổi đá mày. Kinh thiệt các bạn ơi.
quá trời dữ nè mọi người. Ê, 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 ê. Trời gì không được nghe anh em. Ngon ăn mấy cái bạn. Ăn mấy cái bạn ơi. Ăn mấy cái bạn ơi. Chưa dừng khoa nó đang nhấp nhấp. Dừng khoa nó mới xuống nó dừng. Dừng trời ơi dừng một lát mọi người. Rồi xuống mọi loại cho. Mày chiếc này hết chạy rồi. Con nãy giờ phục lắc con này hết chạy rồi các bạn ơi. Trời ơi này con thứ mười mấy rồi quên rồi đó các bạn. Trời. Ở trên mình nói ở dưới nó đùng đùng thì nó đùng đùng chứ. Lên cá nè mọi người. Xíu mới xảy con uổng quá các bạn ạ. Rồi chắc xong cục mồi này chắc mình cũng kết thúc video tại đây luôn các bạn ơi. Nó ăn rồi, nó ăn rồi. Nó lâu rồi. Đã không thấy đã không mọi người. Nhỏ hơn con nãy. Rồi chào các bạn nha. Rồi chắc mình cũng kết thúc video tại đây luôn các bạn ơi. Rồi chào anh em và các bạn nha. Rồi xin mời lại các bạn ơi. Quốc chiều tay mình quá nhất rồi các bạn ơi. Chơi vô tay mình cái xương chùi vụ luôn các bạn. Trời ơi nó bay. Chạy các bạn. Trời ơi nó chạy. Rồi, tay mình bị đau rồi. Giờ bị đau rồi, bên nó lên. Mày hả mày. Mình khá tiếp nha mọi người. Úp, lụm lúa nha mọi người, lụm lúa nha. Lụm lúa nè mày. Trời ơi bay nữa. Nó bay dèo dèo luôn. Giật mạnh tay cho các bạn nghe cho nó đã nha. Cổn. Cạch. Lên cá thì nhảy nghe pẹp. Nói chung là những động tác ấy không các bạn. Trong tí xíu nó cạn, ngoài có cắp thì gì mọi người. Ơi lụm nha bạn. Được thấy nó đang nhấp phao rồi đó các bạn. Rồi dựng phao rồi. Dựng phao rồi. Trời ơi, hu lô bina má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đây. Để đâu cho khỏi. Nếu dính mét thì mày sức thôi. Thôi gờ đúp đánh ghê quá bạn. Đánh quá bạo lực luôn, đánh càng ngày mà nếu gãy cũng đáng rồi bạn. Trời quá trời này, ông nào mà dám đào cằn mình test nó sợ luôn á. Đủ phi con nào nó cỡ này nè mày, kinh thiệt không, quá trời nguy hiểm luôn á. Rồi cái lụm luôn các bạn. Trời ơi nó giỡn mặt với mình. Mày hả mày. Trời ơi bự nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi bạn nghe tiếng cước của mình bị xé nước không? Tiếng cước của mình xé nước các bạn. Trời ơi.
tiên cứ bịt nhảy đuổi đuổi nè, nó như pẹt pẹt đuổi đuổi đá mày. Kinh thiệt quá, quá trời dữ rồi mọi người. Ê, 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 trời gì không được nghe anh em. Mọi bạn ơi, đây là khui thành quả sớm thì của mình nha mọi người. Nó quay cho bạn xem nè. Trời ơi, má ơi, cái chục ký đó, thấy không, hết sức chân này mười mấy hai chục con rồi, 14-15 con á đó. Đó, cho gọng sống đi bạn ơi, mình dọn dẹp đồ xong có gì mình xách lên nha các bạn. Rồi chào điểm câu huyền thoại nha. Rồi bye bye em, có duyên gặp lại, không có duyên thì mình không gặp. Gặp lại lần sau thì mình sẽ ấy ấy hơn lần trước. Rồi tới nhà anh em ơi. Đồ à, để lại xem. Phi 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 phi, có còn sống luôn á, không còn nữa chắc chín sao. Chung là sớm sảy cũng mấy con, có còn bự rồi sớm lậu xuống chụp ra được không là to rồi. Bạn có con mày dinh đó, này con bự đây nè, sớm xuống chụp lại chứ không là nó mất đi các bạn. Rồi cá bự bự mập không các bạn. Rồi chào các bạn nha, quá trời luôn, cà phê cái đồ đủ thứ các bạn ơi.